Đây là Hà Bình Ngon dùng cái cưa chạy pin để cắt cái trống bưởi. Cái cây đây là cây hóp, chúng ta cắt một đoạn dài khoảng 40-50 cm như này. Để chúng ta lấy buộc cái ba choạc, chúng ta trống bưởi. Thì có cái cưa này chúng ta làm vườn rất là nhàn, cơ động. Rất là nhanh, chúng ta cắt cái cưa này chỉ một lát là xong thôi, làm rất là nhanh. Cưa này nó chạy pin này, tháo viên pin này ra, hết pin lại nạp này. Đấy. Mà nó gần hết pin hay không, chúng ta bấm vào đây, nó báo pin ở đây, báo 3-4 cột pin này. Đấy. Rất nhanh, cái này nó có nấy an toàn đây này, đẩy kịch xuống này nó sẽ không chạy được, rất là trẻ con nó bấm nó không chạy được. Chỉ kéo lên này thì chúng ta bấm vào cái nấy này, chúng ta kéo xuống này, rồi nó bóp cò nó sẽ chạy. Còn nếu chúng ta đẩy lên này, chúng ta kéo lên không chạy, rất an toàn và cơ động.